chú này giờ đứt giờ mà đứng này nè, đứng đây cứ bấm máy được thôi con đi. Thằng đi quen đi về anh chưa rồi chị sao chị? Phong Nguyễn cùng vợ Phong xin kính chào quý ông bà cô bác chị kính mến nè. Hiện tại thì Phong Nguyễn cùng vợ Phong đang có mặt ở trên khu vực Bình Chánh ông bà cô bác. Bữa nay là Phong Nguyễn là cũng đi thăm cái hoàn cảnh mà của chị Thí Kiều cũng bốn mấy tuổi ông bà cô bác ơi. Thì lúc trước đó là một cái anh đó là đi ăn bún riêu, nhưng mà anh thấy là thấy chị thiệt tình cũng thấy thương chị. Thì trong cái lúc mà chị bị bệnh rồi cái chân hai chân bị liệt luôn, rồi nghe thầy này thầy kia chỉ để đắp thuốc không bà cô bác, đắp thuốc rồi nó thúi luôn hai chân. Nói chung là thuốc là cũng rất là tốt, nhưng mà do cái cách mà chỉ đắp thuốc nó quá lâu á nên cái lượng máu nó không có lưu thông không bà cô bác, nên là thúi giữa hai cái chân luôn. Trong cái lúc đó thì rất là may mắn khi mà được quý mạnh thường quân giúp đỡ, nhất là anh Duy Thái và chị Thu Hà đã hỗ trợ cái số tiền để chị Thí Kiều gấp rút mà đi lên bệnh viện Chợ Giấy mà để điều trị đó mà cô bác. Thì đáng lẽ là bữa nay thì Phong thu xếp đi sớm, nhưng mà hồi sáng giờ công việc cũng hơi bận một tiếng mà cô bác. Bây giờ chắc tối thì Phong Nguyễn cùng với vợ Phong cũng tranh thủ lên xem cái tình hình như thế nào. Tại vì hiện tại là chị Thí Kiều được bệnh viện Chợ Rẫy là cho về đó mà cô bác, nhưng mà cho về tình trạng sức khỏe như thế nào thì Phong cũng chưa có biết rõ nữa. Nên là sẵn là Phong với vợ Phong chia sẻ cho bà cô bác xem. Rồi bữa nay cũng có thêm những cái phần quà sự yêu thương của quý mạnh thường quân nữa. Thì hồi trước nhất thì Phong vợ Phong cũng gửi một cái lời chúc sức khỏe đến tất cả quý ông bà cô bác mạnh thường quân, quý khán giả đang xem chương trình ha. Thì ông bà cô bác cũng thương gia đình của Phong Nguyễn, cho Phong Nguyễn xin một cái like đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh nha. Rồi. Chuyển máy quay lại không ạ? Để anh cầm cho. Anh cầm á? Cầm hay cầm? Nè, anh cầm. Cầm coi chừng tay giật mất tiêu á. Cầm coi chừng tay giật điện thoại mất tiêu á. Nhầm người ấy xin lên đi chứ. Quay đừng có dùng quá ông bà có bán xe không được. Đây là chỉ nấu bún riêu, nấu bún riêu bán, nhưng mà một tô có 15 ngàn ông bà cô bác, chủ yếu là bà con mà đi chợ ở Bình Điền á để mua đồ về bán á, chỉ bán cho mấy người mà đi chợ đồ với vòng vòng khu vực ở đây. Mà đi giờ này tối quá, không biết là chị Thí Kiều cái chỗ bán là còn bán hay là còn thức không nữa. Tại nghe anh Nam báo là chỉ về chết cha. Sao ở đây trống trơn vậy ta? Này giống cái xưởng là mới dựng lên quá. Không biết có tháo giật sập cái tiệm chưa nữa. Từ từ, nó chạy chút xíu nó coi sao. Anh đi mà cái chỗ giật sập rồi chắc không biết đường đâu kiếm rồi. Nhớ chạy hoài tới có cái tiệm bún riêu đừng có để dài anh nó dung rồi cô bác xem không được đâu. Chẳng lẽ bị người ta giải phóng mặt bằng rồi. Người nhớ đâu có chạy vô sâu dưới đâu, đầu này quá à. Đây bún riêu lưu khô đây. Đây đúng rồi. Dạ. Chỉ về hả cô? Dạ. Về hồi trưa. Dạ. Cô thấy sức khỏe anh sao rồi cô? Thấy này nó cũng đỡ, vì da nó ghép rồi thì thấy nó cũng ổn.
cái chân khu nó lở quá thì lở luôn đó, chân khu của nó đó. Chân khu ngay cái đây nè. À. Một lỗ vậy nè, hả? Kiểu như nó nằm biết á. Rồi hả làm một lỗ luôn rồi bác sĩ cũng phẫu thuật ghép chỗ đó luôn cho nó. Nhưng mà tôi thấy có cái gì hồi nãy tôi vô tôi thăm đó đó. Thì tôi thấy cái chỗ đó nó vẫn còn đút ống hút máu bành chứ. Hút dịch cho hơn. Hút dịch ra. Là cái sức khỏe tiến triển tốt hay là như thế nào mà cho về vậy cô? Tiến triển tốt nó nằm cũng 24 ngày rồi. Ừ, 24 ngày rồi, gần 1 tháng rồi, tính ra nhanh quá. 24 ngày ở bệnh viện Chợ Rẫy thì bác sĩ ghép da rồi thì cái da dưới này của nó thì cũng dính rồi, không có mai nhưng mà ở trên xương khu thì có mai. Ở dưới này thì cũng dính rồi thấy. Hình như đứa nhỏ giống luôn hả con? Dạ không, đứa nhỏ bên phòng có em. Dạ đứa nhỏ hôm nay ai giữ con? Đứa nhỏ chị nó giữ nó. Mẹ nó nằm bệnh viện thì chị nó giữ, mẹ nó nằm bệnh viện thì cứ ở chổng mà người này nuôi giùm người kia nuôi giùm thôi chứ. Tôi thì bắt bán gì cũng không có nuôi được. Bây giờ về đây ai vệ sinh ai lo lắng cho chị vậy con? Thì bạn bè đồ này kia tôi thì giờ tôi ở thăm thì tôi vô. Rồi mấy em nhờ bạn bè ở lại như tôi mắc bán thì bạn bè ở lại vô chị vệ sinh. Cô con muốn nước đi cho cái cô này ăn đi để cô có biết cái chị Thí Kiều không? Dạ. Cô biết chị Thí Kiều bán uống rượu ở đây không? Không. Tại thấy chị thiệt tình thấy thương lắm mà bây giờ bị bệnh rồi đó. Thôi chị đi, thấy chị cũng trẻ rồi. Thôi con vô chổng rồi chút cái gì cô vô một chút ha. Dạ. Này cái nồi uống rượu của cô nấu nhìn khá là hấp dẫn không bà cô bé. Một tô rất là rẻ, có 15 ngàn. Vô xem. Này ông chú. Chú này bán đuối quá giờ ngủ luôn. Đứng qua quà đây. Rồi con này để chính giờ đích. Chứ không đến con này nè, đứng đây nè. Cứ bấm máy đâu thôi. Con đây. Con đi về anh chưa rồi. Chị, sao chị? Sao vậy? Sao trên đồng ấy vậy? Để ổn ổn không? Che lại chút xíu luôn chị. Được, lấy cái mền chị. Về lấy cái mền vậy kìa. Dạ. Mền nhỏ vậy. Mền nhỏ, để tháo cái gì? Này cái gì? Sao chị nồng vô mấy quá vậy? Là nó không mềm. Để đem che để thấy cái phần ở dưới. Thế nó bị lỡ chứ cái nồng của người nó. Em để đỡ đi chút đi em về em mấy là ha. Sao đây? Chị nhớ em không? Nhớ rồi nhớ. À chị bây giờ phải nằm vậy đó hả? Bây giờ đó bác sĩ đâu cho ngồi đâu. Sẽ không cho ngồi. Ngồi rồi cái nó bị đứt chỉ. Giờ chị nằm là dây nhợ phải vậy đó hả? Cái gút nó bầm ra. Chị chào ông bà cô bác đi. Dạ, em chào ông bà cô bác. Bữa nay ngon lành ha, thấy cũng có sức sống rồi chị. Nãy mới vừa ngó vô em thấy chị tự nhiên nằm xả lai, em tưởng đâu có trục chặt gì không? Có đâu giờ. Đây vợ em, vợ em cầm máy. Bà xã cưng hả? Dạ. Thằng là em đi thăm chị sớm hơn nhưng mà em đi sáng giờ. Dạ. Thì cũng có ít quà. Có anh Di Thái, chị Tu Hà với cô bác cũng có thương chút gửi chút quà đó. Nên em tranh thủ chạy lên thăm chị. Thì tới nay gần tính ra là gần tháng rồi, nhanh quá hả chị ha? Mới đây lẹ. Chị nằm hai mấy ngày trên bệnh viện. Rồi sức khỏe chị nay sao rồi? Nói chung thì cũng ổn rồi. Giờ chị nằm 7 ngày nữa chị quay lại tới khám. Thằng bác sĩ lấy cái này ra nè. Rút cái ống này ra nè. Cái ống đó là ống gì chị? Cái ống này để rút cái máu bầm á. Ở trong cái xương khu chị hả? Nó bị lết đó rồi. Rồi bác sĩ mai lại rồi bác sĩ kêu bằng gì quên, bác sĩ kêu bằng gì quên mất tiêu rồi. Dạ hôm bữa giờ
nằm bệnh viện trước á, không có sử dụng bảo hiểm, nhà bệnh viện Chợ Rẫy có sử dụng không chị? Có sử dụng chứ. Đó, thấy không? Có bảo hiểm. À, có bảo hiểm. Chị hôm nay chị nằm bệnh viện vậy là tốn bao nhiêu tiền? À, 14 triệu. Ờ, chưa tính tới chuyện tiền ăn, tiền uống này nọ đó. À, số tiền đó đâu ra chị biết không? Của gì quên rồi. Anh Di Thái, chị anh Thu Di Thái Hà. Với chị Thu Hà. Yeah, của cô bác Mạnh Thường Quân. Cô bác Mạnh Thường Quân gửi cho. Dạ. Yeah. Yeah. Không nhờ cô bác là chị là cũng chưa đúng bây giờ. Dạ, anh sao chị? Nó bị nhiễm trùng á. Bữa chị ở nhà chị không biết là chị đắp thuốc nó lâu quá, nó bị hầm á, nó hầm nó mới thúi chân vậy đó chứ. Thúi luôn, nó không có cảm giác luôn. Vậy bây giờ cái chân chị có nhúc nhích gì được miếng nào không? Ờ à, đó đó, em quay cái chân cho cô bác xem em. Vậy là có cơ hội để phục hồi cái chân rồi đó ha. Ừ, thì để nó lành cái chị đi trị cái chân nữa. Dạ. Yeah. Giờ để nó lành cái mông á. Ừ, mà cái mông em thấy còn nó còn thúi ha. Ừ. Thúi nhưng mà là nó cái mông không biết cái mông người ta đắp lại rồi người ta mai rồi chứ cái gì nó đen đen anh thấy nó đen á à. Phải không hơi đen đen chút mà không sao đâu cái mông ai điện hả không phải của chị à. À, chút nè em hay vậy thằng trắng lại không biết à tắt rồi hôm nay anh Nam có qua thăm chị không? À, nó đâu có vô bệnh viện được đâu. À. Bệnh viện người ta cho nuôi là có cái dấu găng tay. Hôm bữa giờ trời ơi cái này cái gì? Cái vết kim đấy đó, rồi nó tháo ra cái sáng chị về cái nó dính cái mền đỏ đó, đó. Dính cái mền đỏ đó. Cái vết kim. Em vô động viên hỏi thăm chị Thí Kiều đi em, nói câu đi động viên chị, nói chị em phụ nữ cũng dễ. Cầm máy thì không sao. Ngày trời tươi quá. Ờ. Dạ, em chào chị. Ờ, chào em. Hôm nay chị về chị khỏe không vậy? Khỏe em. Ừ. Nói chung ra là cũng khỏe lắm. Nhưng mà con cái nó ngồi không được. Dạ, tại cái này chị phải nó lành lại chị mới ngồi được. Dạ, để chị. Nó, bác sĩ không có cho ngồi. Dạ. Bác sĩ không cho ngồi, bác sĩ nằm, bác sĩ kêu nằm nó cũng khó khăn lắm. Dạ. Nói chuyện giờ tối chị nằm gì chị ngủ luôn. Không phải chị tại sáng giờ chị nằm nghiêng á. Dạ. Bác sĩ kêu nghiêng qua nghiêng lại cho dạ. Nó nhưng mà không có nằm ngửa thôi. Dạ. Nằm nghiêng qua nằm nghiêng lại đó chứ không có cho nằm ngửa. Dạ. Sợ nó bị đứt chỉ á. Dạ. Rồi mai lại nữa. Rồi thành ra nằm nghiêng qua nghiêng lại nó khó quá trời đất mà không được ngồi. Cứ vậy đó mới nằm sấp vậy nè. Dạ. Giờ chị cho mình đi về chị cũng nằm luôn chứ chị đâu có ngồi được. Không ngồi luôn, lên xe cũng nằm luôn nữa. Yeah. Lên xe người ta khiêng giùm lên xe xong rồi cũng nằm luôn rồi về đây mấy đứa em chứ cái thằng em bên đây với mấy người sớm khiêng vô đây luôn cũng nằm luôn vậy đó. Dạ. Chứ giờ chị úp lại đâu có được. Ờ, là nằm ngửa lại không được. Yeah. Chị nằm sấp được. Chị đau tại cái vết mổ của chị nó ấy. Với cái chỗ mà nó lấy cái da nó đắp vô cái chân á. Dạ. Đau lắm. Ý là lấy ở trên cái mông hay là lên trên cái đùi á. Dạ. Trên cái đùi vậy nè, bên tay trái nè. Dạ. Nó lóc cái da của mình á. Dạ. Ừ, đặng nó đắp xuống như bắp chuối á. Đau dạ. Lắm, chị nó cần trọ nằm nghiêng đụng tới muốn xỉu. Dạ. Từ từ nó sẽ lành. Ừ. Dạ. Nói chung là nó cũng lẹ. Dạ. Nhưng mà có cái mông là nó nặng thôi à. Dạ. Dạ con chào cô. Nhờ bao nhiêu ngày chị lên tới khám lại? 7 ngày em. Dạ. Bác sĩ dặn là 7 ngày lên tới khám lại. Hôm nay quán tiệm rồi cái người cô phụ tiếp cho chị đó cũng đuối rồi. Đại phải mạnh đâu bán buôn rồi em ăn ủng hộ đâu. Ờ tôi cũng trông cho hết thằng này nó bán lại chứ có mình ơi tôi bắt ông xã tôi nghỉ qua tiếp với tôi nữa đó chứ mình nên đâu có bán hay nãy hay thằng nãy chú bán ngày nhiều tô mà thấy nấu cái nồi nóng lạnh luôn con. Trăm mấy nhiều khi có bữa nào đắt thì được 200 thôi rồi tại bán rẻ có ăn tô có 15 ngàn à.
bán dễ quá rồi. Ai ăn có thịt thì 25 ngàn, còn cua với huyết với tàu hũ là 15 ngàn. Ở dưới con là bán một tô là 35 ngàn đó cô. Ở đây bán có 15 ngàn. Đây bán mắc có ai ăn thôi, tại người gần chợ Bình Điền á. Dạ. Người ta nói mình mua gì cũng rẻ chứ, nhưng mà thật sự nó cũng vậy thôi à. Dạ. Nhưng mà tại mình bán rẻ thôi, lời ít nhưng mà nhà số nhiều. Dạ. Hôm nay chồng chị có điện không? Ông đi luôn, ông nghỉ đi. Ông bỏ luôn à. Nó bỏ năm mấy nay rồi mà. Dạ. Lúc chưa có gì còn bỏ nữa. Bây giờ thân tàn mai dại còn bỏ không còn giữ nữa. Cái gì ai thèm cơ. Dạ. Kệ nó gắn hết bệnh để nuôi con thôi. Sao mới cười giờ khóc rồi. Hết bệnh để nuôi con thôi chứ không có gì. Chị chỉ mong chị hết bệnh để chị nuôi con vậy thôi à. Tại nó còn nhỏ quá. Nó còn quá nhỏ, nó mới có 5 tuổi nó nhỏ quá. Chị mong cho chị hết bệnh để chị nuôi. Chị nuôi nữa thôi. Giờ bé đi học chưa chị? Đâu có đi học đâu. Bữa hôm chị nằm trên bệnh viện nó điện. Chị nằm trên bệnh viện nó điện lên nó kêu chị á, mẹ ơi mẹ, mẹ hết đau hai cái chân để mẹ về mẹ đánh con nha mẹ. Không ai thương con chứ nó này. Ai cũng đánh con chứ. Chị mong cho chị hết bệnh đi để chị nuôi nó thôi. Chị đem nó về để chị nuôi nó. Dạ. Giờ mẹ chị gửi bên kia vậy. Ừ, chị gửi cho chị nó giữ giùm chứ chị đâu có giữ được đâu. Dạ. Nó điện thoại đâu hoài, nó đâu nghiệp lắm. Dạ. Ủa giờ cái đó là mình vô nước biển hay là sao vậy? Cái đó bệnh viện nó đưa mình về để đăng mình vệ sinh đó. Dạ. À, mình không ai vệ sinh thì mình mướn y tá lại tới nhà người ta vệ sinh cho mình. Dạ. Tại như sao mục đích cũng khó. Tại như sao đó, sao chị vệ sinh được? À. Ở chợ nó ngộ nó vệ sinh bằng xà bông luôn á trời. Nó rửa bằng xà bông luôn. Dạ. Không biết làm sao mà nó làm hay đi. Nước bể, nước muối với ba cái băng, băng cái băng gạt rồi là của bệnh viện đưa về mình thay tới bữa thứ bảy đó. Dạ. Tới 7 ngày sau là mình lên mình tới khám á. Dạ. Rồi nó cho mình thuốc uống cũng 7 ngày vậy đó. Dạ. Rồi 7 ngày sau mình lên để mình tới khám lại. Để người ta rút cái ống này ra nè, rút cái ống rút máu bầm. Lần đầu tiên em quay bằng cảnh là hoàn cảnh mà hoàn cảnh nằm ngộ. Ờ, không có ngồi được. Tại vì chỉ mổ với cái mong đích mà đâu có ấy được đâu. Rồi nằm nghiêng mà làm đè nghiêng bên cái giò nó để bị cũng quá vậy, ha? Hồi nãy tay em tắc quẹt á, móc da. Thôi trời gian chút xíu thôi vậy ha. Ừ. Hôm bữa giờ chị nằm về đó có cô bác nào vô hỏi thăm không? Đâu bệnh viện Chợ Rẫy đâu có ai vô đâu. Ông chị không? Mới về bữa nay à. Về đây có ai biết kìa chị? Chưa, chị mới về bữa nay à. À. Chị mới về chưa tới giờ. À, chưa lúc mấy giờ chị? Chị về tới đây chắc khoảng 12 giờ, 1 giờ vậy cả đó. À. Chị không có giờ đồng hồ, nó thấy mệt mỏi. Tối mà để chị nghỉ ngơi mà em tới em còn khóa làm phiền nữa. Có đâu. Chị cũng trông em lại vô chứ. Tới có gì đâu trông. Chị. Không phải, hồi nãy chị nghe Nam điện. Hồi nãy giờ chị đợi gần lại đó mà chị buồn ngủ quá, chị ngủ quá. À, nghe anh Nam có điện ha. Đóng cửa lại rồi để chuột bò vô, nãy rồi gắn anh... bò vô rồi sao không chết. Dạ. Ủa, vậy sao chị ra chị đóng cửa được? Chị Tư đóng á. Chị kêu phải đóng lại. Thì chị Thí Kiều cũng bị tiểu đường nữa. Ừ. Nên nó lành, nó lâu lành lắm. Lên 500 bữa hổng vô trống hết hồn bên dưới hết trơn trời. Đường chị lên gì dưới hả? Ừ. Này hôm bữa không nhờ cô bác Mạnh Thu Quân, nhất là anh Di Thái, chị Tu Hạ, thì cái chân chắc bị cắt bỏ rồi đó mà cô bác. Hôm bữa nó thúi mà mũ mà chị Thí Kiều chị bóp mà xịt như có dồi vậy đó. Ừ, như... Có bận. Nó bắn ra mà trong vòng. Bữa hôm không ngồi thấy luôn. Nó mới kêu nhập viện liền đó, quá trời. Dạ. Yeah. Cưa, bác sĩ kêu là nếu mà đi trễ 7 ngày là cưa cái chân. Trễ thêm 7 ngày nữa là cưa cái chân. Ừ. Tại vì bữa đó nó bị cái giò của chị nó bị như là nó bị
nhiễm trùng nặng nó rồi nó bị phù lên bự lắm luôn nhớ không? Dạ. Bữa cái giò phù bự lắm mà. Tại bữa chị không biết chị đi bệnh viện đó nó bên đó nó đâu có chị bảo hiểm, còn bên Chợ Rẫy nó tiếp thu đẩy vô khoa cấp cứu à? Chị mới mua đây à? À. Chị mới mua con tháng à? Dạ. Chị bệnh rồi xong rồi chị mới nhờ mua giùm. Hôm nay ông thầy thuốc nam có điện thoại chị không? Không. Thấy chị hết hồn hả? Ông không có điện thoại mà chị giận quá cái chị nhắn tin cho ông. Ông không có điện thoại hỏi thăm mình coi sao luôn vậy. Ông làm mình vậy đã đời xong ông không có điện thoại ông hỏi mình. Ừ. Mà chị đó là chị đi ở đâu? Ở đâu bên đâu không biết, quên mẹ nữa. Không, cái đó cũng một phần là do mình buộc chặt lâu quá nên máu không lưu thông được đó. Chứ nhầm khi là người ta cũng muốn thương muốn giúp mình. Nhưng mà do mình không biết kỹ thuật á. Cũng không cho cái này nhưng mà chị chỉ trách ổng là ổng không điện hỏi thăm á, hiểu không? Ông làm mình vậy, ví dụ như ông không chăm cứu nữa thì ông cũng điện hỏi. Trời ơi, thấy hết hồn hết vía, thấy em chút cắt hai chân mà dám, sao dám hỏi thăm nữa. Bác sĩ nói từng lại nữa, trễ từng lại nữa. Cái thứ nhất cái đường của chị nó quá cao đi. Rồi bắt đầu cái nó sẽ ăn nguồn luôn, nó sẽ ăn cái thịt. Nó sẽ thúi cái thịt. Nhưng mà cái này đường chị bị đường này chứ lâu lắm. Bữa đó đi vô chổng mà trong phòng á ha, bác sĩ thọc cái kéo vô cái giò ha, quấy vệ sinh ha. Mà chị nằm im ru, chị không có cảm giác gì trơn trời. Mấy bà trong phòng mấy bác nói, trời nhỏ này nó bị bệnh gì trời. Mà người ta thọc cả đó luôn mà nó không có đau đớn gì trơn, kỳ trời. Đó. Giống như mình mất cảm giác. Nó không có cảm giác gì trơn, để nó ấy rồi, nó không có cảm giác gì trơn trời. Rồi ở đâu... Xong rồi chị mới có cảm giác. Mới đầu cái... đâu được 5-6 ngày vậy đó, nó vô nước biển ngày năm chai vậy đó, rồi bắt đầu cái từ cái giò chị nó cảm giác lại. Yeah. Cái đường nó tụt xuống. Yeah. Rồi cái bắt đầu cái bữa thứ bảy là đi vô cắt ba cái da chết bỏ đó ha. Yeah. Là lúc đó ra là cảm giác mạnh đó. Yeah. Là bắt đầu đụng tới là dãy đó. Yeah. Nước muối để vô rửa là chị dãy tê. Dạ đúng rồi, nó ờ bây giờ là có cảm giác dữ dằn lắm, hai cái giò này có cảm giác dữ lắm. Dạ. Cái bữa mà đi vô mà cấy ghép da ha, cái bà bác sĩ á, bà giật cái miếng gạt ra một cái rẹt vậy nè, chị dãy liền. Đau dãy lắm. Ờ chị đau liền. Cái bà nói nè, ủa gì ai nói bà này bà bị liệt trời. Cái giò cảm giác gì mà liệt cái gì. Đó thì nói xong cái thì bây giờ nói xong thì mình cũng đã thuốc mê, nó mê vô rồi, đang nó mổ cho mình mà. Ừ vậy đó. Rồi cầm máy đi, anh vừa cho chị ít câu nữa. Dạ thôi, em cũng chúc chị nhiều sức khỏe bên em luôn, giữ gìn sức khỏe để nuôi con luôn. Ờ chị cảm ơn em. Dạ. Chị cũng mong có sức khỏe đi chứ nuôi con bé nhỏ chứ gì. Dạ. Nó còn nhỏ. Con cũng chúc ông bà cô bác trên kênh anh Phong Nguyễn nhiều sức khỏe bên em. Giờ về dán vệ sinh cho nó sạch sẽ hả chị? Ồ, phải vệ sinh sạch sẽ mới được chứ, để nhiễm trùng nữa là chết luôn. Bác sĩ cũng dặn chị chứ, đừng để cho nhiễm trùng nữa là cái này là thua luôn. Rồi bác thương mình cứu mà mình một cơ hội thôi chứ đâu có thể nhiều lần được. Đúng rồi cưng. Này là cái bịch nước tiểu của chị hả? À. Giờ còn thông tiểu gì đó, chưa có đi tiểu được. Giờ nằm ở đây thì có cái cô kia vô dọn dẹp rồi chứ lau chùi cho chị chứ đâu ấy được ha. Ừ. Rồi vệ sinh đồ tiêu tiểu rồi cũng nằm tại chỗ. Đấy hả chị? Ăn chỗ, nằm chỗ, tiểu luôn chỗ luôn. Nói chung là vệ sinh thì chị chùi được. Tự chị chùi được. Rồi đó giờ tính ra là chị Thí Kiều chắc làm cũng nhiều công việc lắm ha. Chị cực khổ lúc còn nhỏ lần gần con gái cũng cực khổ lắm. Buôn bán được rồi nè. Cuộc đời chứ khổ lắm. Bất hạnh lắm. Thôi cố gắng lên ha. Chứ giờ mình cũng đâu có biết sao đâu. Mình cũng phải chấp nhận số phận thôi. Đúng là số phận. Không biết ông trời không cho vậy cái bệnh mà sao đi không được hai cái chân chị tức. Thời gian ngắn thôi mà nó không có mấy đi vòng được. Vòng có mấy tiếng rồi chứ không đi được. Mấy đau tiếng.
có mấy tiếng rồi, hai chân chị đi không được. À. 12 giờ chị thức dậy phải không? Là hai cái mục đích chị nó nhất. Nó nhất dữ lắm, nhất luôn. Nó nhất mà chị chịu không nổi gì đó. Cái chị định chạy ra chợ, chị mua hai lần thuốc, chị uống vô. Mà chị quên, chị không uống, cái chị đi về. Chị đi về, cái chị đi cái 2 giờ nó nhín lại cái chân. Thì 12 giờ phê tới 4 giờ mấy sáng là hai chân chị ngồi xuống cái là chị đứng gì không được luôn. Tới giờ luôn, bởi vì chị khóc hoài. Mấy ông trời không cho chị cái bệnh gì, chị không hiểu nữa mà. Trong vòng có mấy tiếng hồ chị không đi đứng gì được chứ. Mình thấy mình bị vậy, mình cố gắng mình niệm Phật nhiều vô ha chị ha. Đi mình cầu nguyện cho Phật đó. Chị cũng cầu trời cầu Phật hết chứ. Trong khi mình đời này kiếp trước gì đó, mình có cái nghiệp gì đó, bây giờ mình phải trả, mình dán tạo cái những cái điều cho nó tốt để cho mình dở. Chị nói như nghe nè, chị ngủ chị cũng niệm Phật. Chị nói nếu con có tạo nghiệp thì bây giờ con xin mẹ Quan Âm cho con đi đứng lên được, để con nuôi con đặng con tạo đức, đúng không? Bây giờ em mới đi đứng lên được, em mới tạo đức được chứ giờ. Em đã khổ rồi, em nằm nhiều rồi, làm sao em tạo đức được? Dạ, dạ, đúng rồi. Chị nói em đúng không? Làm sao em tạo được cái đức được? Em phải đi đứng như được, em phải làm ra được đồng tiền, em mới được tạo được cái đức chứ đâu phải. Mà hầu như là đợi tới lúc mình suy nghĩ, mình tạo lại cái đức với gỡ cái nghiệp á, thì nó hầu như nó đã quá muộn thôi, tại vì hầu như là ai cũng suy nghĩ giống như là mình còn sức khỏe, mình cứ suy nghĩ là nó quá bình thường. Đúng rồi. Tới lúc mà nó mất đi sức khỏe rồi, cứ cầu trời khấn Phật là đủ phương đủ hướng hết. Nhưng chị mà tới lúc đó nghe, là nó cũng hơi trễ. Hồi nhỏ lớn rồi chị không, chị chưa có nghe kinh nghe Phật. Chị không có một lần nào mà chị nghe kinh nghe Phật chứ. Có đi chùa đi núi thì chị có đi. Chị mở mới ra là chị buôn bán như kiếm tiền. Ha. Khi mà chị lớn lên tới bây giờ chị mở mới ra là chị biết buôn bán kiếm tiền. Mà bây giờ chị suy nghĩ hoài, nhiều khi chắc ông trời cũng cho chị cái nghiệp để chị nằm vậy nè. Chị mới nghe được cái kinh cái Phật á, cái giảng đời này nọ, mình ngẫm lại hay vậy đúng ha. Rồi. Chị mới suy nghĩ là chắc chị cũng có cái nghiệp. Thành ai ra, cũng có, vậy em cũng có mà. Người có cái nghiệp. Dạ. Mà mình không biết là cái nghiệp đó mình gieo kiếp này hay kiếp trước, hay là nhiều kiếp trước nữa thì mình cũng không biết. À, với chị bị bệnh tiểu đường cũng ăn uống đồ cho nó giảm cái tinh bột rồi ha, hạn chế cơm hết, ăn cơm có chút xíu không có dám ăn nữa. Cái dáng nhà nó lành lặn lại chứ nó mà lâu lành thì nó cũng mệt mỏi lắm. Đó nó đưa cây chích đường vậy đó. Ừ. Cây thử đường hả chị? Chích luôn chứ mới thử. À tại nặng quá ha. Ừ. Cái này dạng như là mình chích cho xong rồi mình mới ăn. Giống như cây giết hả chị? Ờ chích cho nó dặn chích á. Chích vô cái bụng á. À chích vô cái bụng. Ờ. Có mũi kim không chị? Có mũi kim trên đầu á, chừng thấy mũi kim. Sao không thấy là dặn ra nó mới ra hả chị? Không phải. Vì là chưa có gắn vô để cây đó, cây mới đó. Cây này cây mới ha. Ừ, cái này có Lương Thị Thí Kiều. Ờ, tên có nó ghi chị, tên. Chị tính ra là hôm nay bao nhiêu tuổi em quên rồi. 46 tuổi. 46 tuổi hả? Ừ. Ừ. Rồi thôi để vợ chồng em cũng về để cho chị nghỉ ngơi ha. Đừng có... Cảm ơn hai đứa. Đừng có buồn nữa. Bữa giờ trên xe rẫy thì cũng đâu có vô thăm chị được. À. Nằm trên mà. Trên dưới trên đó nó khó lắm, cái hồ phỏng nó sợ nhiễm trùng. Dạ. Nó không có cho người ta không, vô thăm. Nó làm rồi. Là đúng á. Nó sợ bị nhiễm trùng. Mình thì còn nhẹ. Bữa giờ mấy cô bác rồi cũng hỏi thăm dữ lắm, nhất là anh Di Thái, chị Thu Hòa cũng quan tâm chị, thấy chị cũng thấy thương. Thấy cũng lo là làm lụng, làm này làm kia nhưng do cuộc sống như vậy. Trời chị cực khổ lắm em ơi. Cực từ lúc còn bé rồi. Học mới có lớp mấy rồi nghỉ học mà. Đi buôn bán. Cái nghề bún riêu này lúc chưa còn nít nữa. 13 tuổi chưa biết nấu bún riêu chưa bán. Ừ. 13 tuổi là nấu hả? Mà hồi đó cua đâm từ con rồi chứ không như giờ sai sẵn. Ừ, hồi sai sẵn thì cũng đỡ. Ừ, hồi đó hạn chế sát sanh rồi ha chị. Nếu không sát sanh luôn là điều tốt. Đúng rồi. Rồi thôi bữa nay em đi xuống thăm chị, trước nhất là cập nhật sức khỏe của chị ha. Thì bên cạnh đó thì cũng có những món quà của những cô chú anh chị Mạnh Thường Quân kênh của em để hỗ trợ chia thêm cho chị phần nào đó ha. Đầu tiên là có anh Hồ Văn Bình
và chị Kim Anh lái xà lan ở Kiên Giang hỗ trợ cho chị là 500.000 ha. Với chị Thảo, chị nhìn nó mấy ảnh nè. Tên gì? Anh Bình, chị Kim Anh. Anh Bình với tôi cảm ơn anh Bình với chị Kim Anh đã hỗ trợ cho em tiền để chị bệnh. Tại Phong tính đọc là xong rồi để chị cảm ơn, nhưng mà chị muốn là cảm ơn từng mạnh thường quân. Tại vì từng mạnh thường quân đã chắc chiêu từng đồng để gửi cho chị. Chị bệnh không mà có. Tiếp theo là chị Thảo Úc Tịch gửi 2 triệu ha. Em cảm ơn chị Thảo. Đã hỗ trợ cho em để em chị bệnh. Thì tiếp theo nữa là anh trai của em là anh Minh. Anh Minh ở chợ Gò Đen là hỗ trợ cho chị là 500.000 ha. Rồi em cảm ơn anh Minh ha, đã hỗ trợ cho em để em chị bệnh, để em nuôi con em. Em cảm ơn anh Minh nhiều. Chỉ bên cạnh đó là gia đình He Len Lâm ở bên Mỹ là hỗ trợ chị là 2 triệu ha. Anh Len cảm ơn gia đình của anh He Len Lâm. He Len Lâm Đã hỗ trợ cho em tiền để em chị bệnh. Thì bên cạnh đó là chị Hồng Nguyễn ở bên Mỹ là hỗ trợ cho chị là thêm 2 triệu nữa ha. Cảm ơn chị Hồng Nguyễn đã hỗ trợ cho em tiền để em chị bệnh. Dạ, và phần quà sau chót thì là anh Di Thái, chị Thu Hà hôm bữa đã hỗ trợ chị là 10 triệu. Thì bữa nay tiếp tục là hỗ trợ cho chị thêm là 10 triệu nữa ha. Cảm ơn anh Di Thái, chị Thu Hà đã hỗ trợ cho em tiền để em chị bệnh, em đi đứng được, em nuôi con em. Sao khóc nữa? Chị cũng đang gầu, không có tiền, không mất. Dạ, mà không mất đi, chị hai cái chân đi tới đi lui á. Đang rầu mà giúp cuộc mà trong cái lúc mà đêm tối suy nghĩ nó đủ thứ mà tiếp tục lại được quý mạnh thường quân giúp đỡ. Giúp đỡ cho chị. Chị có suy nghĩ là mình được cái số tiền ngày hôm nay là 17 triệu không? Chị không bao giờ suy nghĩ được cái gì. Tổng cộng là 17 triệu ha. Dạ. Chị nhìn lên mấy ảnh nói một lời nào đó để cảm ơn quý mạnh thường quân đã cứu chị, cho chị sống nuôi con của mình đi ha. Dạ, tôi xin cảm ơn mấy mạnh thường quân đã hỗ trợ cứu em để em nuôi con em. Em xin chân thành cảm ơn thật lòng. Rồi, thôi chị cố gắng đừng xúc động nữa ha. Không này, chị đang suy nghĩ hoài, không biết nữa là chị không biết có tiền gì chị hay cái chân không. Dạ. Thì thôi em cũng xin phép đếm tiền để gửi cho chị ha. Chị cứ chúc là chị nhờ người chị đó ha, là cất giữ cho nó cẩn thận. Chứ đáng lẽ có anh Nam ở đây thì cũng nhờ anh dòm ngó chứ trong phòng này có như không. Không có sao đâu, chị thức sáng niềm chị đâu có ngủ đâu. Để em đếm ha. Đây là 1 triệu ha chị. Chị xề tay cho đi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Và đây là tổng cộng là 17 triệu đồng của quý mạnh thường quân. Thì Phong xin phép cũng cảm ơn lại là anh Hồ Văn Bình, chị Kim Anh lái Kiên Giang xà lan, lái xà lan Kiên Giang là 500, chị Thảo Tịch là 2 triệu, anh Minh ở Gò Đen là 500, gia đình He Lan Lâm ở Mỹ là 2 triệu, chị Hồng Nguyễn ở Mỹ là 2 triệu, anh Di Thái, chị Thu Hà là 10 triệu, tổng cộng là 17 triệu ha. Thì cũng mong với số tiền này á thì khá là lớn. Lớn cân. Hôm bữa giờ từ cái lớn luôn á. Lúc mà ghi hình tới ngày hôm nay là bao nhiêu tiền chị nhớ không? Nhớ khoảng bao nhiêu không? 30 mấy triệu rồi đó. Ba mấy triệu ha. Luôn tiền bữa Nam nó đóng tiền viện phí cho chị đó, từ từ đó. 30 mấy triệu rồi. 30 đây 17 triệu. Rồi thôi, được rồi, khỏi cần chi tiết ha. Rồi thôi thì để cho chị nghỉ ngơi. Thì một lần nữa thì Phong Nguyễn cũng vợ Phong cũng cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều. Và đặc biệt cũng cảm ơn anh Di Thái, chị Thu Hà cũng thương hoàn cảnh của chị Thí Kiều 46 tuổi. Bị chồng bỏ rơi 100 mấy rồi, thì bán này bán kia đủ thứ hết, công việc cuối cùng hiện tại đang bán muôn riêu, nhưng mà trên cái miếng đất là của nhà nước nên là lúc nào giải tỏa giải phóng thì cái đó là nhà nước quản lý. Thì đứa con còn rất là nhỏ, thì ông bà cô bác thì cũng thương xem được chương trình đó, thì chị còn điều trị cũng khá là lâu, nhưng mà tiểu đường đó, nó hơi lâu lành đó mà cô bác, nếu có thương thì hỗ trợ thêm cho chị phần nào đó. Thì Phong Nguyễn cùng vợ Phong rất là cảm ơn rất là nhiều luôn.
Rồi chúc chị sức khỏe nha. Cảm ơn hai chồng em nha. Dạ dạ. Rồi thôi chào mời cô bác luôn. Chào mời cô bác.